Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kỹ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Đa Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em trở lại với vườn mai của chị Cẩm Loan ở Trà Lóc Bến Tre cô chú anh chị ha. Vườn của chị là chuyên về cúc họ hương, cúc phua, vàng thiết long, đa số là những hàng già mùa hết cô chú anh chị, từ vài trăm ngàn cho tới vài triệu cũng có hết cô chú anh chị ha. Trời, em xin phép được vô clip luôn ạ. Xin chào bà chủ ơi. Rồi, em chào cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng hen. Hôm nay em trở lại kênh giao lưu một số mai thành phẩm để mình dưỡng chơi Tết 2024 nha. Em chúc cô chú anh chị mình lựa một cây mai thật ưng ý để mình chơi Tết luôn nha cô chú nha. Rồi em vô mã số đầu tiên ha, là một cây giỏ siêu bông Sài Gòn, mã số là 56A. Nè em tiếp cái clip trước luôn nha cô chú nha. Dạ. Rồi. Cái này nút nụ là êm lắm không cô chú. Có nút nụ kim mỗi nách lá luôn rồi ha. Có cái nụ xanh xanh về cô chú anh chị mình test được mặt bông luôn ha. Cái chậu ghét trà bá luôn. Tàn ấm tàn mà thân lắc luôn nha cô chú anh chị. Dạ rồi em xin xác rồi ha. Hoành là 13, chiều cao là 87, tán ngang là 78, siêu bông mã số là 56A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,2 triệu, em bao ship. 2,2 triệu. Đó, nội nút thì bao la luôn với cô chú anh chị. Rồi, 57A. Nhiều. Rồi, 57A cũng là một cây họ hương luôn á. Họ hương. Cây này hàng cũng già lắm rồi đó quý cô chú. Cây này mình chỉ có hai bo thôi mà cái bo ghép bằng nó muốn bằng ngón chân cái luôn rồi ha. Có củ đế mà. Rồi em xin xác rồi ha. Hoành là 14. Hoành cũ là 22. Chiều cao là 1m06, tán ngang là 88, thọ hương hen 57A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 800, em bao ship. 800 ngàn. 18A. 18A. Là một cây cúc thọ hương. Cây này tầm trung dễ chơi nha cô chú anh chị. Toàn thông luôn ha. Em ghép được 4 bò, 5 bò. Có nút nụ kim thì bỏ nách lá ha. Cô chú anh chị mình yên tâm chơi chuẩn Tết luôn nha cô chú. Hoành là 15. Chiều cao là 86. Tán ngang là 86 luôn. Thọ hương ha, mã số là 58A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 750, em bao ship. 59 hả chứ? 9. Dạ. À. Là một cây cúc vua. Dạ, cúc vua. Trùng lực luôn nha cô chú anh chị. Gấp hai bo bự luôn. Đó, nút nụ thì khỏi chơi luôn nha. Đó, nút nụ thấy nổi nút lá nữa cô chú. Ba bo bự bằng ngón cái của em luôn à. Rồi, em xin số đo nha. Hoành là 14. Chiều cao là 76. Tán ngang là 77. Cúc vua nha, mã số là 59 nè. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700, em bao ship. 60A. Mã số 60 rồi em cúc vua. Cái này nước nổ quá trời luôn, có bắp xanh xanh để giờ mình test mặt bông luôn cô chú. Vua. Hai bo ghép lớn. Rồi. Có nụ xanh xanh. Để cô chú anh chị mình test mặt bông ha. Hoành là 13. Chiều cao là 68. Tán ngang là 72. Cúc vua ha, mã số là 60A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650, em bao ship. Dạ 650. Bo ghép. Nút nụ ngon lành luôn cô chú anh chị. Nụ có ok chơi Tết hết. Rồi, em nói nha. 61A. Là một cây cúc họ hương.
Cái tàn thùm lùm luôn rồi nha cô chú anh chị. Tàn kính tàn luôn ha. Tàn này cái chuột giác nó không có còn cái tiếng thuốc không lên nha cô chú anh chị. Tàn rất là kính ha. Vậy là Tết có bông chơi ok luôn. Em xin cứ đôi ba dòng luôn nha. Hoành là 16. Chiều cao là 90. Tán ngang là 94. Thọ hương ha, mã số 61 à. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 em bao ship. Dạ, 700 nha mấy cô chú. 62A. Là một cây cúc thọ hương. Tàn quýp quẹp luôn nha. Tàn lắc lộn luôn á cô chú anh chị. Tàn rất là ok luôn. Có nốt nhộn mọi nắp lá luôn nha cô chú. Đủ lúc ngon lành nha cô chú anh chị, chào ghép. Đế thì đẹp luôn. Thân lắc. Đế nó ngon củ đế nha cô chú anh chị. Củ đế nôm luôn nè. Rồi em xin số đầu nha. Hoành là 17. Tổng hoành cũ là 52. Chiều cao là 1m09. Tán ngang của cây là 97. Thọ hương hen, mã số 62A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,4 triệu em bao ship. Nha, 2,4 triệu. Cây này rất là đẹp nha cô chú nha. Tết mình chơi bông rất là ok luôn á. Nút nụ thì có mỏ nách lá luôn. Cây già mùa. Cái này cái gì vậy? Cái gì vậy? 7,5 hả? Số 63. Là một cây giảo siêu nụ nha cô chú. Giảo siêu nụ bên tre. Em này cũng hàng già mùa luôn cô chú. Chị hai bo ghép mà đã liền cái mặt cắt bự này luôn rồi ha. Đó, nguyên cũng củ đấy tròn do luôn. Rồi. Xin số đo luôn à. Hoành là 16. Chiều cao là 79. Tán ngang là 90. Giảo siêu nụ 63A ha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 750 em bao ship. Dạ, 750.000 nha cô chú anh chị. Là một cây cúc họ hương. Dạ, tàn nó tàn phơm cao luôn cô chú. Quá trời tàn. Cây này cũng hàng già mùa luôn ạ. À. Ghép được 5 bo, nút nụ đâu đợi vô hết trơn rồi nha cô chú anh chị ha. Hoành là 14. Chiều cao là 1m08. Tán ngang là 78. Thọ hương 64A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 800 em bao ship. Dạ, 800 thôi với cô chú. 65A. Là một cây cúc thọ hương. Dạ, cây này nhỏ gọn dễ chơi nha cô chú anh chị. Để đầu bằng cách chơi cũng ok lắm ha. Nhưng mà tàn lớn ha. À, cây này chỉ có 2 bo thôi cô chú. Còn có củ đế luôn nha. Rồi, em xin số đo luôn nha bà chị. Hoành là 14. Dạ. Chiều cao là 71. Tán ngang là 77. Thọ hương hen, mã số 65A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 em bao ship. 650.000. Dạ, em đổi luôn nha. 66A. Đầu cây cúc thọ hương. Dạ, chỉnh sửa tàn đều hết trơn á cô chú anh chị á, được 5 mo nha. Dạ, em xin số đo luôn nha. Hoành 15. Chiều cao 78. Tán ngang 76. Thọ hương mã số 66A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình cũng 650 luôn em bao ship. Cái này cũng hàng của 2-3 mùa cô chú anh chị, nút nụ bao la luôn ạ. 67A. Là một cây cúc thọ hương luôn. Lùng liền tàn lớn nha cô chú anh chị.
Hay là về lấy bo đã luôn á cô chú chị mà chơi. Hai bo ha, chọc ghép bằng ngón tay trỏ, ngón tay cái nha cô chú nha. Dạ. Dạ, em xin số đó ha. Vành 13. Chiều cao là 81. Tán ngang là 92. Thọ hương hen mã số 67A, giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 em bao ship. 700 ngàn mã số 67A. 68A. 68A, cây này phong lùng lục nha cô chú anh chị. Là cái cúc không nhị Hoàng Quyết Long nha cô chú. Rồi cây này nút nụ là ngón nít lá luôn ha. Có nút nụ chim ba la luôn. Hoành là 81. Chiều cao là 63. Tán ngang là 72. Không nhị ha, 68A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 em bao ship. Cũng là một cây cúc không nhị luôn nha cô chú. 69A. Cây này cũng lùng lực lắm với cô chú anh chị. Nút nụ là cứng cây hết trơn luôn nha. Rồi cây này mình cũng chỉ có hai bo lớn liền mà cắt luôn ạ. Rồi em xin số đo 3 vòng luôn nha bà chủ. Hoành 12. Dạ. Chiều cao là 57. Tán ngang là 76. Mã số 69A, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 em bao ship. Dạ, 550. Cây cúc họ hương. Dạ. Dạ. Cây lùng liền tàn đều nha cô chú anh chị. Mình ghép cũng được hai chọt ghép. Rồi có nở củ rế luôn ha. Tàn là ok luôn, có nút nụ mỗi nách lá luôn á. Thằng này là chuẩn chơi Tết nha cô chú nha. Hoành 15. Chiều cao là 54. Tán ngang là 65. Mã số là 70A, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 em bao ship. Rồi 500 ngàn nha cô chú anh chị. Cúc họ hương. Qua. 71A. Cây này phơm căng. Cây cúc họ hương. Dạ ta chi mình ghép đủ đều tàn hết trơn rồi ha. Rồi, em xin số đo luôn ạ. Số bự nhất. Hoành là 14. Dạ. Chiều cao là 89. Tán ngang là 85. Thọ hương hen mã số 71A, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 750 em bao ship. Dạ, 750 ngàn. Thọ hương này già mũi cho nè cô chú. Rồi em đổi cây luôn nha. 72 à. 7,5. 7,5 hay 6,5 vậy? 7,5. Mã số 72 à hả? Cúc thảo ly. Dạ. Bông cúc thảo ly cũng rất là đẹp nha cô chú nha. Nhưng mà lá của thảo ly thì nó nhăn nhăn vậy, nó không có đẹp như thường. Cái lá nó giống giống cúc bi nha. Dạ, giống giống cúc bi. Cái này cũng hai bo trà bá luôn á cô chú anh chị. Cái này già mùa. Rồi, em xin số đo nha. Hoành là 14. Chiều cao là 62. Tán ngang là 73. Cúc thảo ly ha, mã số là 72A, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 em bao ship. Thì mấy rồi? 73A. 73A. Là một cây cúc họ hương. Dạ. Em ghép 3 bo. Cô chú anh chị phân lùng ha. Nút nụ kim thì có hết ha. Có củ đế đẹp luôn. Hoành là 14. Hoành cũ là 26. Chiều cao là 68. Tán ngang là 68 luôn. Thọ hương hen mã số là 73A, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 em bao ship. Dạ, 650. 74 nè. 74 nè.
là một cây cúc không nhị hoàng quyết long nha cô chú. Dạ. Cái trọng nhất là nó mềm luôn hả cô chú anh chị? Em xin số đo đây nha. Hoành là 10, chiều cao là 80, tán ngang là 72, không nhị ha, mã số 74 nha, giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 em bao ship. 700 ngàn nha cô chú. 75 nha, làm cây cúc họ Hương. Em này thân rất lụn luôn á cô chú anh chị. Dạ, lúc nụ là có chân luôn nha. Này là chơi tết ok luôn á. Trọc ghép nên cái nhựa nó muốn liền rồi đó cô chú anh chị. Thân mắt ha. Rồi. Hoành 11, chiều cao là 68, tán ngang là 70, thọ hương hen, mã số là 75 ma. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 750 em bao ship. Dạ, cúc thọ hương 750 ngàn. Số 76. 76 à, là cây cúc họ Hương. Lùng lật tàn đều luôn nha cô chú anh chị. À, cây này nút nụ cũng kình kình luôn nha. À, cây này hai bo trà bá nữa luôn. Mấy cái nhựa nó muốn liền nữa. Rồi. Không xin số đo luôn nha. Hoành 13, chiều cao là 76, tán ngang là 75, thọ hương hen, mã số 76A, giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 em bao ship. Dạ, 650 ngàn. 77A là một cây cúc họ Hương. Dạ, họ Hương nha cô chú anh chị, cây này vô dây chỉnh sửa điều tàn luôn nha. À, một bo thôi cô chú anh chị, mà cái bo lớn cỡ cái của em á, rộng giữ xê luôn, củ rế nở luôn rồi. Rồi em xin số đo nha. Hoành 12. Dạ. Chiều cao 77, tán ngang 72, thọ hương hen, mã số 77A, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 em bao ship. Dạ, 700 ngàn. Rồi em gửi luôn. Đây, làm cây cúc họ Hương. À, cúc họ Hương nha quý cô chú anh chị. Tàn thông đẹp luôn ha. Tàn thông đều tàn luôn ha. Đó, nút nụ là nách lá, cứ nhắc luôn cô chú. Hai bo luôn à. Còn cái này biến chỗ khác hay sao? Số đo luôn nha. Hồi số đo 3 giờ luôn nha cô chú. Hoành 12. Dạ. Chiều cao là 86, tán ngang là 80, thọ hương hen, mã số 78A, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 em bao ship. Dạ 700 ngàn, hàng già mua nha cô chú anh chị. Cây cúc họ Hương, mã số 78A nha cô chú. Cúc họ Hương là một cây lùng lực mà dáng lông luôn nha. Cho xin mấy dòng nha bà chủ ơi. Xin dòng nào? Cho dòng đó. À, cái tàn thì đều hết trơn cô chú anh chị, không có bị lép bên nào ha. Vàng xuông thì dày mịt luôn ạ. À, cái chột ghép là từ ngón út của em ăn lên nha. Quá trời nút nụ. Cái co lắc này nó rất là gắt nha mấy cô chú anh chị. Đấy thì khỏi chơi luôn nhé cô chú, nó nút nụ thì ok luôn. Rồi em xin xong số nha. Hoành là 30. Dạ 30 hoành. Thấy cái hơi phía xa tưởng ba mấy chứ. 30 à. Chiều cao là 1m12, tán ngang là 1m2, thọ hương hen 78A, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 8 triệu em bao phía ship luôn. 8 triệu. Cây này tàn rất là quyết luôn ha. Tết là có bông ok luôn. Cái mâm tàn lớn luôn á cô chú anh chị. Nụ nút là mỗi nếp lá luôn nha. Hàng này mà nở bông một cái là như bông giả vậy đó cô chú anh chị.
79 nha, là một cây cúc họ Hương toàn thông ha, là dáng trực luôn quý cô chú anh chị nha. Cái này phong cao, mua cái này về là treo đèn chơi Noel luôn nha cô chú anh chị. Đủ nước là bao la luôn nha, dữ lắm cái vàng xương này rồi cô chú anh chị. Cái phôi không là chi cành đều rồi nha quý cô chú, tàn rất là ok luôn á, chi tàn rất là đẹp. Mấy cái chậu kéo này đang kéo nhựa là một liền này cái chân luôn rồi á. Đế cũng khá đế nha cô chú chị, đế cũng này luôn nha. Đây rồi, hoành là 29, chiều cao là 1,5 m nha cô chú. Tán ngang là 1,38 m. Thọ Hương hang 79 nha. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 6 triệu em bao ship. Dạ, 6 triệu nha quý cô chú anh chị, hàng già vừa luôn nha. Cái này cái tàn đều nó không có bị lép. Tàn thông đều luôn á cô chú. Không có lép chỗ nào luôn hang, rất là dày tàn luôn á. 6 triệu hả bà chú? 6 triệu em bao phí ship luôn. Có mấy cái búp xanh này giờ mình thấy được mặt bông luôn cô chú anh chị ha. Nút nụ thì ôm mỗi nách lá hết rồi ha cô chú anh chị, cô chú anh chị mình yên tâm đi là ngay chuẩn tết luôn á. Dạ rồi em nói nha, là số 80A nha cô chú anh chị, cúc vua dáng bay nha cô chú nha. Cúc vua thì bông nó là 30 đến 40 cánh ha, mà cánh nó giống giống chồng lên nhau nha cô chú. Cúc vua nha cô chú anh chị, nhìn cái tàn dữ lắm luôn á, nó dày mà đang nó hơi bay bay đều nha cô chú anh chị, tàn lớn ha. Nút nụ là có mỗi nách lá hết trơn nha cô chú anh chị, có cái búp xanh xanh về mình tép mặt bông luôn ha. Cái mặt cắt lớn ở đây nó kéo nhựa dữ lắm rồi đó cô chú. Cây dán bay luôn nha, nó hơi chọc chút xíu cô chú anh chị mình hơi cản giúp em với cô chú. Ghép với phơi mai vàng dừa, phơi mai dừa dán bay này có đế hết trơn luôn nha, rễ là trải đầy miệng chậu ra tới đây hết nha cô chú nha. Con đế bự bự con mua hả? Rồi em xin số đo luôn nha bà chú. Hoành là 31. Tàn bay nó 1,5 m nha cô chú. Chiều cao từ ngọn xuống miệng chậu là 1,18 m. Mã số là cúc vua nha cô chú. Tàn rất là ấm tàn luôn ha. Mã số là 80A, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 6 triệu em bao ship luôn. 6 triệu. Lộ nút là bao la luôn ha. Cái này giờ mình lấy bo là ghép được nguyên vườn luôn cô chú. Có hoa gió nhỏ nhỏ. Cúc vua là cánh nó xăng xăng nha mấy cô chú anh chị ha. Nút nụ thì có mỗi nách lá hết. Tàn rất là quyết luôn ha. Kính tàn ấm luôn á. Dạ rồi. Em đỡ luôn nha. Dạ mã số 81. Cho anh cặp với số 80 luôn nha cô chú anh chị, một cặp hàng khủng luôn ha. Là một cây cúc thọ, cây này cúc thọ Hương nha cô chú nha. Dáng bay ha, đầy tàn, ấm tàn hết luôn ha cô chú. Đế rất là quyết luôn ha. Dáng bay mà cái mâm tàn quá trời luôn ấy cô chú anh chị. Tàn dày mịt luôn à. Cái này đúng nụ là bao la. Ngày Tết là mình chơi bông ok luôn á. Chỗ ghép thì bằng ngón tay trỏ trở lên hết rồi nha cô chú nha. Tàn rất là quyết luôn á. Cây này ghép đúng chín bơ luôn á mấy cô chú anh chị. Mà bơ ghép chà bá lửa luôn nha. Nở hậu nha cô chú. Cái dáng nó, cái đế nó hơi nâm nô mà nó xuôi theo chiều bay luôn nha. Ở phía trước này có cái ghế chịu rất là lực nha cô chú anh chị, cả bắp tay của mình vậy ha. Rồi em sẽ xếp ra luôn nha.
hoành là 42. Tổng hoành đế nó được là 99. Cái tàng bay của nó là khoảng 1m55 nha cô chú nha. Chiều cao thì vót nhọn, từ nhọn xuống dưới miệng chậu mình là được 1m26. Thợ hương nha, mã số là 81A. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 15 triệu em bao ship. Dạ, 15 triệu. Cây này tàng rất là quyết đẹp luôn nha cô chú. Hương này là bông rất là ok luôn ha. Nè, mình có cái phân vườn rộng rộng á, mình để vườn lên cây này phía trước cho tốt là hoành tráng luôn đó. Rồi 15 triệu cây mã số 81A. Rồi cô chú chị mình sưu tầm hàng khủng thì mình chọn cây này ha, để xem thời gian bao lâu. Cô chú chị mình chơi hàng khủng thì cây này rất là ok luôn ha. Rồi. À, cũng là cây cuối clip của em luôn ha. Cuối clip em chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian xem hết clip ạ. Em rất mong cô chú anh chị gần xa yêu thương ủng hộ vườn em mà. Em chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Dạ, em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn nha quý cô chú.